đến rồi à? Anh buồn cười thật đấy. Hả? Đi uống cà phê mà còn bắt vợ phải đến đón. Anh là số 1 đấy. Thì anh biết là vợ đi làm về qua đây, cho nên là anh phải bảo vợ sang đón, chứ không thì anh đi bộ về. Thôi. Mũ ở hiểu đâu? Em nói trước với anh là từ nãy giờ em đi làm không mang theo cái mũ thứ hai đâu nhá. Thì anh ra đây uống cà phê có mang cái mũ nào đâu. Cứ làm nào? Làm nào thì cứ đi đi, về nhà mình có một... Vào trong kia mượn mấy người bạn xem có ai mang dư mũ không. Bạn anh nó toàn đi ô tô, có đi xe máy đâu mà có mũ bảo hiểm. Đi một đoạn đi không việc gì đâu. Em nói cho anh nghe nhá, lúc nãy em đi qua công an đang đứng đầy ngõ kìa. Có công an thật á? Thật, vừa đi qua xong còn gì nữa. Làm nào nhỉ? Hả? Anh định lấy mũ của người ta à? Ừ thì sao đâu mà. Em không nói, anh không nói thì ai biết đâu. Nhưng mà lỡ người ta cần dùng thì làm sao? Cần dùng thì người ta có hai mũ, mình lấy một cái chắc người ta đi một mình mà. Với cả xong rồi mình giả sao. Nhá. Thôi bây giờ cứ lo cái thân mình trước đi đã. Nhá. Nhanh lên nắng lắm, anh chở em đi. Mẹ tìm gì đấy ạ? À? Mẹ bảo này, các con có tiền cho mẹ vay mấy chục triệu. Mấy chục triệu? Mẹ làm gì mà cần nhiều tiền thế hả? Mẹ... Sao mẹ lại méo máu thế kia? Mẹ bị tai nạn. Mẹ bị tai nạn á? Mẹ bị làm sao? Ôi ai? Ui ở đây. Mẹ có làm sao? Đừng có giấu con cái gì đi nhá. Mẹ không bị làm sao, nhưng bạn mẹ bị. Bạn mẹ bị làm sao hả? Khổ quá, sáng này họp lớp, thế là bố con đèo mẹ đi sáng nay, còn lúc về thì cô ấy đèo mẹ. Vâng. Thì mẹ có mũ bảo hiểm, bạn mẹ không có mũ bảo hiểm, nên lúc bị tai nạn đầu đập xuống đường là ngất lịm đi. Bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện. Mẹ vừa đấy mẹ chạy về xong, bây giờ phải lo tiền lo vàng mà mẹ thấy vẫn cứ không đủ con ạ. Mẹ ơi, bọn con có sẵn tiền trong tài khoản, để con rút ra con đưa cho mẹ. Ôi dồi ôi, thế may quá. Thì con đi rút đi, để mẹ mang vào trong viện để nộp cho cô ấy. Các con của cô ấy thì sống hết ở nước ngoài, không có ai chăm sóc, mà gây ra tai nạn như thế này mẹ cũng khó xử quá. Nên đấy, con xem từ nãy đến giờ về tìm tiền tìm vàng mà mẹ thấy có vẻ không đủ, nên mẹ phải hỏi các con đấy. Vâng, cái này là việc mình nên làm mẹ ạ. Anh đi nhanh lên. Thôi em đi ra rút tiền xong rồi đưa mẹ ra viện trước đi, để anh quay lại giả người ta cái mũ bảo hiểm. Đúng rồi đấy, em nghĩ cũng là nên như thế đấy. Thôi trời, đi. Đấy, mũ bảo hiểm nó quan trọng lắm đấy con ạ. Đôi khi mất mạng vì không đội mũ bảo hiểm đấy. Thôi được rồi, nhà mình đi nhanh còn kịp mẹ. Mẹ cẩn thận. Cẩn thận cái tay mẹ. Trời ơi, khổ thật đấy cái chứ.